Tối 5 tháng 4, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã vớt được 2 thi thể, chưa xác định được danh tính, trong vụ rơi máy bay trên vùng biển Hải Phòng. Theo báo cáo, lúc 17:15 tại khu vực Hòn Nét thuộc địa phận Cát Bà, thành phố Hải Phòng, ngư dân phát hiện một máy bay phát nổ và rơi xuống biển. Trên máy bay có 5 người, gồm một phi công và 4 hành khách. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng để thông báo diễn biến vụ việc cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển Hạ Long biết để tham gia tìm kiếm cứu nạn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động ra vị trí máy bay bị nạn, gồm 3 tàu, 2 xuồng, 25 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị khác cơ động. Hiện tại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, quân khu trên địa bàn, tích cực huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường và tổng hợp báo cáo theo quy định.